giống thiên đường chưa? Đúng săn mây chưa Ngọc Vân? Ngọc Vân ơi, quay mặt lại đây con. Ngọc Vân. Nhau một điều là quá nóng. Có nhở như thiên đường đấy. Phần nào ai cũng thích trên này. Cái này mình đi bộ trong mấy ngày một ngày thôi. Anh Sơn nhờ leo bằng bộ đó. Hôm sau chị đi bộ. Con bị tụt huyết áp.